Anh em nha, hôm nay mình chỉ cho các bạn chơi game tìm gan nha. Ở chương 2 này thì có 7 cửa. Cửa 1 thì tìm cũng dễ à. Mấy bạn làm theo thao tác của mình đó là được nha các bạn. Cái bông thì mấy bạn mở cửa sổ rồi xong rồi mấy bạn hả tưới nước lên mới ra nở hoa nha các bạn. Còn chìa khóa là mình lắc ở giữa hai con gấu á là nó sẽ lột chìa khóa ra cho bạn à. Còn mấy cái khác thì dễ tìm, chỉ có mấy cái đó hơi khó tìm thì mình chỉ thôi nha. Còn không bạn nhìn theo cái video mình là làm được hết à. Cái cuối cùng là ở trong túi của nhân vật ngồi nha các bạn. Còn cái cửa hai này á, khi mấy bạn mở xong cái nắp, à cái này thì hơi dài một tí, mấy bạn chịu khó coi cái khúc này mình nha. Còn nếu không thì bạn nào nếu mà không muốn làm thì bạn bấm vô coi video thì nó sẽ cho mình luôn hai chai, khỏi mất công phải ngồi di chuyển cái này nha. Mình cứ di chuyển sao mà cho ba cục nó về cái vị trí giống như mình vừa rồi á là mình di chuyển được à. Cái này thì nó hơi lâu một tí, mấy bạn chịu khó nếu mà mấy bạn coi vua coi hướng dẫn coi coi phần quảng cáo thì khỏi phần làm bước này nó phức tạp một tí. Còn làm này thì mình rảnh thôi, mình ngồi mình làm chơi rồi mình xong mình nghe bạn mình nhận được hai bình nước rồi. Cái khó ở thùng gác á là khi bạn bật nắp nó xong bạn xoay ngược điện thoại lên, sau đó mình mới bóc ra được gác nha mấy bạn. Còn mình để như vậy là không bóc ra được gác đâu. Rồi mình lấy bé gấu cho bé đó mình nhận lấy cây kẹo nha các bạn. Rồi sau khi bật được cái cái nắp thùng gác đó, thì mình xoay ngược điện thoại lại. Xoay ngược điện thoại lại là nó sẽ gớt gác ra ngoài à. Còn cái đốt giả thì mình bấm vô đốt giả mình kéo lên trên là lấy được nha mấy bạn. Cái số 6 đó mình di chuyển kéo cái ngược nó lên trên là nó sẽ thành số 9. Cái này thì mình di chuyển sao mà cho nó khớp giữa ba cái là ok nha các bạn. Quan trọng là cái số 2 nha. Mình quay khớp, còn cái số 3 mình quay nhanh cũng được. Chừng nào đúng vị trí là tự động nó nổi lên màu vàng à. Còn cái quắn quắn màu đỏ đó để chút mình kê ở dưới cái giường đó nha các bạn. Cái giường của zombie đang nằm á. Mật mã này là 2930 nha các bạn.
của 2943 chứ mình nhớ lộn. 2943 mình mặc bật công tắc lên cho ba cái đều mở lên nha các bạn. Rồi sau đó mình lấy cái cục đó mình để ở dưới cái gầm giường, dùng hai tay mới kéo được cửa sổ lên nha các bạn. Sau đó giờ nó cái lò xo sẽ đẩy zombie ra ngoài, mình nhận được một cái bông và một chiếc gối của nó. Cái này thì mới vô mình lấy cái lấy cái cuộn ghi âm bỏ vô cassette cho chim nó bay đi, mình mới nhặt được cái miếng hình nha các bạn. Lấy dây điện xong mình nối dây điện vô điện thoại, mình nhặt được một cái điện thoại nữa. Kéo rèm qua mình lấy được một cái ngôi sao. Cái cục tròn tròn hình vuông thì mình lấy ở trên cái cửa sổ đó nha bạn. Cái cục màu xanh nó lấy xung quanh nó không được đâu. Còn cái con heo này mình bóp mũi khi nào nó khó thở nó ngồi dậy làm lấy được cái nón nha. Mật khẩu này là 130 nha các bạn. Mình kéo vén cái màn lên, vén cái chân của con heo lên thì nhặt được cái vớ chân của nó nha. Còn cái này thì cái bánh đó thì chờ khi nào mà nó có con dán đi ngang mình bắt dán lên là nó sẽ bò vô lấy bánh ra cho mình à. Cái này bật cassette lên mèo nó sẽ chạy qua một bên mình mới lấy cá được nha các bạn. Còn mấy cái khác thì dễ, mấy thác có đâu thao thác hết rồi. Tìm vali. Cái đấm bóp này thì mới đầu mình cho nó đánh tự nhiên nha. Mình nhặt được một chiếc vỏ chuối với mà một chiếc dép nha. Rồi sau đó mình bơm, dùng ống chích để bơm cái tay của anh này lên. Đánh ra nó sẽ rơi được cái quả sầu riêng với cái viên gạch. Rồi mình chỗ quay lại từ đầu nha. Sau đó mình bơm lên cái, mình lúc mình đánh nó mình cầm ống chích mình bơm lên cái máu cho cái anh quần đỏ. Nó sẽ rơi được cái đai và con khỉ. Còn cái cuối cùng á, mình cho nó quay lại từ đầu. Tháo chơi mua hàng cái bẳng là mình tháo cái đồ buộc cuối đầu này, buộc mắt anh kia lại, cho anh này đánh thắng là mình được cái cuối cùng hoa với gấu với đồng hồ luôn. Còn cái thủy cung này thì mấy bạn cái khó nhất là cái chiếu cái hoa đó các bạn. Hoa mình vừa nhặt á là mình phải mở cái nắp đèn ở phía trên thủy cung, nó chiếu đèn xuống hoa nó mới nở ra được nha các bạn. Còn cái cục trắng trắng, cái cục màu vàng ở phía dưới con cá mình lấy kim cương ở trên cái lò vỏ sò đem xuống cho nó ôm, mình sẽ lấy cái cục nhỏ nhỏ đó. Mở xe thì lấy được một gấu với một cái dù mình che cho mèo, mèo sẽ sợ chạy lên trên, nhặt được một cái con gấu hay gì á, dùng cotovit, cái thùng gác này mấy bạn phải dùng hai tay lật mới được nha các bạn, dùng hai ngón tay lật mình nó mới ngã ra được. Rồi video mình đến đây đã kết thúc rồi nha các bạn. Nếu thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một đăng ký và một chia sẻ, đăng ký để nhận những thông tin mới nhất từ mình nha các bạn. Những video mới nhất mình up lên mình chỉ cho bạn mẹo qua mấy cái mới nha các bạn. Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video của mình nha.